Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về diễn biến bão Trà My, tức bão số 6, chiều tối ngày 24 tháng 10. Bão Trà My có thể đổi hướng bất thường do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và quang lưu bão mới hình thành ở vùng biển phía đông Philippines. Cụ thể lúc 19 giờ hôm qua, tâm bão số 6 ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Dự báo hôm nay cho ngày mai, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ trung bình 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất cấp 12 và cấp 15, tức là khoảng 167 đến 183 km/h.